à, cảm ơn anh. Được rồi, đeo đen nè. Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại cái quán bữa trước mình review các bạn món ăn về Bình Định các bạn. Mình thưởng thức món cháo lòng Bình Định các bạn, cháo lòng bánh hỏi Bình Định các bạn, cháo lòng đó các bạn. Theo bánh hỏi các bạn, có miếng bánh tráng nữa các bạn ơi. Ở đây là nó thấy là cái gia vị các bạn rất hấp dẫn. Các bạn thấy này, bữa cháo này nấu theo đúng kiểu Bình Định các bạn ạ. Ít thôi, không có gì cho đậu xanh này, gà và cho đậu xanh các bạn. Và phần ruột gà, ruột ruột heo các bạn, lòng heo á. Còn các bạn thấy bánh hỏi rất đúng chất Bình Định luôn, có một lớp mỡ, một lớp dầu hẹ các bạn, rất tuyệt vời. Buổi sáng là bán bánh hỏi các bạn, mới có bánh hỏi buổi sáng mới có bánh hỏi nào, buổi tối thì không có rồi. Anh của em đi đâu cũng đi đó hả? Báo rồi, báo có đời đó. Em Bình Định à? Dạ. Quán mình mở lâu chưa? Đây được 2 năm. 2 năm hả? 2 năm hơn 2 năm. Cái chả này mình lấy ở quê mình dọn vô hả? Bình Định hết. Nhập từ Bình Định vô hết. Dạ. Buổi sáng là bán bánh hỏi. Bánh hỏi cho lòng. Số lòng đúng quê Bình Định luôn á. Dạ. Nhưng mà bánh hỏi mình... Nhưng mà giờ lúc này đang chậm. Số lòng rất là ngon các bạn. Rất là thịt có vị của mình mà. Cái này là mình quay lần này là lần thứ 2 các bạn. Thì nó khá là uống chả cá thì cũng khá là đẹp, rất ngon rồi. Chả cá rất ngon. Bánh hỏi thì tuyệt vời. Mình không thay quảng cáo nha các bạn. Đó là khẩu vị hợp với khẩu vị của mình thôi. Còn với các bạn thì không biết sao. Chủ ở đây rất là thân thiện các bạn, mình là khách quen cho nên là mọi người mới gặp 2 lần thôi, nhưng mà muốn tới đây nói chuyện mình nói chuyện về đây chính thức về đây thì lúc trước để cho nói thì chơi hoài lên trên đi hoài về chủ nhật là quăng xe ngay cũng ngoài á, tôi đi bộ vô không thì mình đi gặp nhà ông bà trong nhà vòng lại dưới đây. Nhà thiện ông bà nó đang trùng tu lại bằng gói ngói được hơn. Đó không vừa rồi nó mới sửa rồi, sao giờ sửa nữa ta? Này đâu cho vô đâu. Khách du lịch là đứng ngoài chụp hình phải đâu cho vô đâu. Gì vậy? Mời bạn nha. Thank you.
Anh nhìn vậy mà đúng điệu nè. Chạy qua đây. Lấy đi xuống hả? Lấy đi xuống luôn. Đây mất gốc luôn hả? Không phải gốc, chúng còn nguyên đất đai cũng còn nguyên mà. Đó. Mà coi như cũng phải vô đây rồi. Bây giờ có ngoại hoài. Không vỗ quả thì mình phải, ví dụ như vỗ quả thì mình phải về quầy đó. Còn không nữa, nếu mà ít. 5 về lần. Ít quá thì mình chuyển về luôn đây. Chuyển màu mã không được. Không phải. Màu mã mình không có chuyển. Xin chứ để chuyển ám vỗ rồi. Có. Đang nghe được lại. Alo. Đúng rồi. Nó yếu lắm, tức là nó chỉ có chờ thôi, cái mạng nó đứng hoài luôn á. Mà anh là bật 35 mê rồi, anh mua là 35 mê. Cái mô đơn của anh là để bút vào trên khúc cao, không có đụng chạm gì tới cái mô đơn của anh. Anh chưa đụng chạm gì hết, từ hôm mà anh với cả mình đâu biết gì đâu mà đụng chạm ba cái đó em. Còn thế không? Dạ ok. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn em. Đây là cái quán này là mua cái vợ hả? Ờ, có vợ, bên vợ. Hai chị em bán hồi, chứ còn nếu mà một người bán là bán hồi đó. Như bữa nay em thì giao một bán đỡ với vợ hả? Cho vợ nhà nó nghỉ. Rồi bà chị cũng nghỉ rồi, một anh cũng là mấy người đây. Còn một ngày nào, còn ngày chủ nhật có đông hay là mình ở chung. Vô hết là 6-7 người, còn bán được một. Còn mấy ngày thường thì cứ lây ra đâu đây, khách ra vô hay mà gửi suốt ngày hả? Mất gửi từ lúc bao nhiêu? Không, mình bán từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Nghỉ? Nghỉ, nghỉ với là một ngày nghỉ ngơi là phải có hai người chuẩn bị đồ để chiều bán. Hai giờ đầu, 4 giờ rồi bắt đầu mình bán đến 11 giờ tối. Mấy cái đồ này mình gửi ở đó mà mình gửi bằng đường xe hả? Qua đường xe. Xe quen cái giờ chơi dở mà. Xe bây giờ đi có nhiều 9-10 tiếng đồng hồ. Đá bắt đầu đá bào á, để vô xung quanh chạ mình vào đây cũng còn chạ nguyên, cũng còn đá nguyên rồi. Từ đêm cái chạ là an toàn ngoài đó hết. Anh đang nhiêu tuổi rồi? Anh đây 45 rồi. 45. Em có gia đình chưa? Em có rồi. Ở trong đây luôn hay ngoài kia? Trong này luôn. Ai bà xã hả? À, bà xã. Bà xã người đó luôn. Tôi vẫn đừng lấy đây, nơi này kia. Mà quê, anh không có chê mà quê. Ai cũng quê thôi. Nhưng có điều là cái làm ăn của mình không kiếm được công tiền. Khó khăn. Mà phải đi vô mới không có lớn là nhiều. Ra vô hả? Dạ. Yeah.
gia vô năm gia vô đồng bao nhiêu nhiêu. Bên anh bây giờ là ông bà nội mất hết rồi, nhà để gốc không mà mồ mả gì, cứ năm về hạt một đến hai lần về một lần. Còn bố mẹ thì để bố mẹ về. Bây giờ còn đây đúng không? Bố mẹ anh còn mẹ 70 à. Chú quán mình là đa số là người Bình Định hay là người thập phương anh? À, hầu như người Bình Định là gì? Là duyên về phần người Bình Định là khoảng 4 đến 5 người. Còn anh rể thì trong nhà gia đình thì không có thông tin, còn 2-3 người là. Không, chỉ nói là khách. Khách cho anh á. Khách là người Bình Định là gì? Nên nó đặt khá là người miền Trung. Người miền Trung. Việt Nam cũng có, người Bắc cũng có. À, nhiều khi có mấy người Thái Lan, Đài Loan á, và cũng ăn đây. Cái những người bán của mình, người bán ăn đi lòng vòng không thấy á. Ở trong khu vực đây thì hầu như là ít người bán tiền. Dài à? Bữa tiền menu mà không thấy menu anh. Không có menu. Menu á. Không có hả? Đây, trên đây là menu. À, vô đồng đó hả? Mình trực tiếp trên menu. Không phải giống như nhà hàng. Quán ăn.